Hãy lâu lực dây trong bàn ấy lực dây chùm hiệp không bị tạo ồn á chết đi cho con không bàn nó chết rồi thuốc xa chết tắc ơi thiên chết tắc ơi cháu đó ngày nay mà bà phá ra ông bà thăm lực dây bộ pha bàn chùm nuôi rồi bà sập rõ chôn ở khang tì cơ rong lô ca bàn ông sợi rê chan và rồng bà đã chùi ông bà thăm lực dây chơi riêng rõ đàm khai hay bạn ông phụ mình lực dây lực ta chất tì gà rộng chất tì xa lanh nè mà rơ lực dây bạn thiên dựt ngay để xa lực dây gọt rơ tia lực môn nhầm tiện tôn gọt tới gọt thà chăm gọt rơ tia hai xanh chăm mà chùm hay lời nín tiện tôn màu rơ tia gọt khơi nha bà rơ lời khơi nha gọt mà tia thăm mây nè một đồng nam đồng nè bà đồng đồng nà tia mùi nà tia bà chùm mùi chọt ta xanh bạn mà rồi sẽ lục dây bộc hà khơi nhà ông bụng mình bạn dây cọt mà chùa sẽ chùa khối nực cái ná nè bạn lục dây miệp xô lục dây ô nâu mà nâu khăn ông rồn bánh lục dây chi chi khám ấy bạn sao đạn micro sọc lên tí lục dây bạn lực dây nâng đi, mà đo ngay lần. Tâm chụp con mà anh chụp nó văn mà chứ mẹ, hộ. Chụp mẹp xuống mà đoàn tiết nào lực dây nó. Tại lực dây thiên xa tâm tật ơi. Rồi bị tiết nó máu mà nâng nâng. Chứ con ai nơi đây con cho thầy đem bảo mơ nè thơ hồn khuôn ấy ta. Ồ tâm bảo, ni rôn nấy tâm tâm thơ mà nó. Cả chân thơ ơi, con thôi bà. Cái thơ ơi, bằng thiên tâm tật cái bằng xây ở tiết thế. Ồ. Dương ở tới chùa tia kê thăm mây tê ở chùa ở bàn hốt bàn hốt bàn nhưng cha hai tia chùa khai ngọt tia kê ô chăng kê ở tia chùa lạc bàn thế nào lục dây đó đoàn chăng ní mà cha đây kê ai nơ cái dương phân mơ nê lại đây mặt hai nàng hay hôn nâng ta chân thơ ai tại quát ở băng xây ở hãy tư thiên xa anh tất thật chất thế này thì ta bạn thương tất ai họ nói thương tất 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 nhiên là nơi lắm Phật do lại đây mặc hai vòng phần mơn cha hãy tiếc có thơ ơi bốn bốn có thơ cái lại đang bài ấy bà. Đâu có khuyên biết là nia hốt cái lại nơi bán anh mà có hai mà nơi nắng mau tại có là bằng xây có thơ có ăn ấy chuối thì bán lắc bán năng ấy bán năng bà vậy mới chơi thoát ấy cục sọc ấy vậy ta bông bông bơ liền từ từ ở hết câu đó ngày nay mà bà phật ông bà thăm lục dây bộc pha bà chăm nuôi rồi bà sập rõ chôn ở khang tì cơ rong lô ca bà ông sợi rê chan và rồng bà đã chui ông bà thăm lục dây chơi riêng rõ đàm khai hay màu châu mà khai nấy nhưng mà đừng dù mình tích để xa lục dây quạt phẹp thả quạt chọp rơ tè đánh chẳng hay cũng toàn áo màu bà chẳng tới nhầm có chăm lực dây rùi cho rô là bà thầy còn rơ bị tết cha ông phụ mình nhưng mà nấu tết thầm mấy bà vậy tới còn chùa tết thầm mấy ạc bàn kia ạc chùa lợi khoa đi thầm còn cao sắp ấy hay ạc miên nẹ tình yêu khó thở ấy kê khá là mạch mà ấy nấu tết kê chẳng á nè bà thầy chẳng còn chùa bán miên ôm mà nẹ nó còn miên đầy bà còn chùa đầy ở lục dây cột cất mặt hai phẩm phần mơn riêng về cất tới ở đó mà phải đó là thế hay cất chui thơ rôn thơ ấy ở lục dây thiệt mẹn thả chua tía hả nâng còn nát đời xa khơi lục dây tờ rô cả lại nha có ọt nâu bán thì có ọt mên ấy ở nâu chân cất mên tạc đầy vấn năng bán có rõ rôn xong rôn rồi xin hẹp lục dây nâu chân ba thầy khăn múc lo hô là heo chân ông phụ mình mên thuyền mên ơ thuyền mên này thuyền này bật chất đó lục dây này bật hông phía xa chắc hay bật bật còn là mặt băng bằng còn tay còn là mặt băng này còn mặt băng cùng ai vì là hồi help page bằng tay liền máu sai cho ở đài hay khăn nó có sai cho nó pin nó mau nó và khăn khỏi nấy ăn miên thuê tì khăn khỏi nấy họ tì
khăn này ăn miên thuyết nào lưu dịnh? Ăn miên chân. Hay ý văn bán phí nà kê chùi rơi chùi riệp lưu dịnh? Không, chùi chùi chùi. Phần kê ta nữa? Không, lưu dịnh. Chùi lưu khá? Chà. Trong khối hô át ta liêng tê hà kê á. Ồ, dừng rơi chân hóa dừng. Liêng chùi đất chùi xâm át ở kê vinh á. Kê máu thơ bánh ra dừng xâm át ở kê hô át năng mau. Bằng hầu bay ở trên phòng mỗi ngày. Bay rằng quần áo bay mà hầu bay tận quần áo mà hôm nay tay hầu bắt cát bay hàng cây. Chờ tay lục giấy thế nào? Nụ chạm sao tôi không nợ. Ồ, nhà này khăn đầy nó. Chạm sao? Chạm sao cho bà mỏ thông qua năng ạ. Ba lục giấy bà. Nhưng mà bà đã đi hết tôi không nói cười hôm nay được răng á lụa thiên á. Không, đây chắc mà anh phải liên tục tắt xa. Con cháu chết ba mi. Cháu đã đam năng của con có đây chết ăn bán đi. Cháu khuyên lục dây trong của bà chết đá nè. Thưa bè, bị phục khá rong ọt, thưa phơ khá rây khá rô, thưa ọt răng chanh áo nhu. Thưa tân à, thưa thưa mây ở tân ba nè. Thưa bè tha, nè chờ ngư mò tiết hai. Thưa bè chua dịt cho cô mơ, chua hơi mơ, bè tha dễ nhận hộp bài vậy. Nhân tha hộp ai, dễ nhận mình chết con, mình ai dân. Phá chết con nhân gì. Bà phát áp đắc tay đắc mơ chăm vô chùm ngư mà bánh điện. Bà khi vô bì mơn. Bà chút lùi mạng phá mơn. Anh nạch dây bê. Bà tham bạch cái tư phù mơ bà sẽ bọc hơi ngay. Ông bà. Bà kì ác xu nô mấy tư. Được dây, được dây. Bà à lời. Nào ạch khá thế nè. Nào miên cái lấy nào bằng tay về lịch ông phụ mình bà dạy tư nhầm tư mơ nhầm cái trăng là nấy tuy khăn còi bà ở dây ta bông ôn mơ thọ lục dây gò dây ta bông ôn sqo lên qua dây cho ba hai nệ không mục bà thọ đã khơi như vậy anh ấy phơi không mục trăng bà hai nệ về lịch trăng về lịch thưa lịch bà rôn cái tế còn hai cái nát lục dây thòng lục dây có đau chua tia cái ạch bàn bàn vật trang hai cái ạch chua là ao cái ạch hiên chua bàn ở nó miền thuê bắt khẳng một cái miền miền thuê bông phliêng tắc bàn còn thầy bị xa dì phliêng máu thơ mấy chất dây ta bông phôn bàn anh ấy về trang hay anh ấy trùng hiên nè bập cho mùi nông trên trang tiệc kê tới ảnh trang đầy á thằng nó tiệc kê hay nít là bon kê tới hay nít đầy thế hay có thơ rôn ai lục dây bà có chuối tập chặt cọt mà chắc đầy nó là oi nhầm score cọt dò xa nè ọt nè có bạn nè bà nhầm flop score cọt nè khổ nông xạ khôm nâng lư nè ọt nè có bạn dây chờ này ông chôn nè bà lục dây bà hay ai tăng pi rơi van mà nó chư là hồn bà gặp thêm ngày lại lúc đầu ấy có đã bàn tới nó là vậy nó là bà con ai hết pin cái lá tư bố cái thơ chư ấy làm ơn bà đang thật trong bàn năm tập sát đó nè bà mà nó chẳng ai chẳng ở bên nào sao ta hột hột xong đi bố cái xong liệt thử ba là vậy mà hai gạt hiền mà xong ba cho nghe dây ta bông phôn ông phụ mình lục dây lục ta tặng ngọc nia chị ti cờ rộp chị ti sờ lanh bạc nhầm bạc xâm bạc chôn bàn ngày nét trâu bạc prạ ông phụ thâm và chạm khai chôn đo lục dây bột bọc hà và chôn má nó lục dây cao sập ba tại ăn miên tì phân thế đời bàn sập rõ chôn cờ lòng tư bàn chui đo lục dây khi về chân nam chui là hốt hay lục dây chắc chơi đi hay còn nơi rồi là mọ tệ lại chơi còn lục đồ tam xa này bây giờ ta bóng phô nè thật tam đán đăng đại xa cả lại kia lục dây một nâng kê chù lục dây nấu nâng sọc sử dụng lại thu thay lại tiết bằng ta lấy kê lụ hai và khoa lôi khoa cả cái lụ ai tầm chắc thầm mây tới kê mà nâu chân lục dây trở đá rõ cả lại chù thầm mây phần tay rồi ạch ba nó lục dây ná
បាទចាឲ្យវាជួលខ្លាំងមកតែគេអឺពីខ្ញុំឲ្យអត់អ្នកធនីអត់មានអ្នកធនីយើងកូនចៅអត់គេទៅទៅបាទឥឡូវក៏បានម្ចាស់ដីហ្នឹងក៏អណត្តិលោកយាយមិនមែនមកជួលនៅហ្នឹងណាដបងអត់ផងដែរដល់ហោកន្លែងអត់បានគាត់បានទៅគាត់ដឹងគាត់អណត្តគាត់អណត្តគាត់ឲ្យលោកយាយមកនៅហ្នឹងណាគាត់យក70,000ទេតែជន់គំប្រក់ហ្នឹងឲ្យទៅជួយប្រក់ជួយទល់រងឲ្យលោកយាយកន្លងមកពីមុនមកខ្ញុំមកនៅដំបងនៅមួយតែជន់មួយឆ្នាំគាត់ឲ្យខ្ញុំនៅគាត់ចាំខ្ញុំមួយឆ្នាំមកបាទតាមចាស់ដីហ្នឹងអត់ទេចាស់ដីតែខ្ពស់អូចាស់ដីផ្សេងចាតែតាជន់គាត់មកជួយធ្វើរោងប្រធានចាស់ជរាគាត់មើលជន់ពិការបាទចាស់ជរាអូគាត់ជួយប្រជួយធ្វើរោងឲ្យណាចាគាត់ធ្វើអីអីឲ្យនឹងទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយអពពន្ធគេជាបាយមកឲ្យហូបបាយមកហូបបាយមកប៉ិនហូបអត់ខាតបាទចៅមកថ្ងៃនេះគឺបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភអ៊ំស្រីរាជច័ន្ទវរមបាទតាមរយៈបងប្អូនរបស់គាត់មានអ៊ំរាជតម្រាមានអ្នកមីងរាជទឹកវាសនាអញ្ចឹងណាលោកយាយណាបាទអ៊ំស្រីរាជច័ន្ទវរមថ្ងៃមុនដែលលោកឃើញលោកយាយឈឺគាត់ឲ្យខ្ញុំយកថវិកា100យកមកជូនលោកយាយអរគុណណាស់បាទបាទអ៊ំស្រីធំគាត់អាណិតលោកយាយបាទបានតែពេតទៅអីវិញនឹងឯងបានលុយកាក់គាត់ជួយមកនឹងបានតែញ៉ៃបានលក់លក់ទៅអត់ការភ្លៀងបាទនឹងពេកឈឺតែពេតអត់មានណាជូនហើយផាសស្អាតគេដាក់ទៅមកពេតផាសស្អាតវាទៅ20,000ណាអង្គុយចាំយកមនុស្សមកវិញទៀតណាគេធម្មតាគេមិនយកទេឆ្ងាយណាឆ្ងាយណា20,000នឹងគេអាណិតគេយកតែចាក់កាសយកថ្លៃចាក់កាសបាទនោះតែជូនគាត់អ្នកជួយបាទគាត់អង្ការជនពិការបាទចូលណាមកជាបានទៅតាមគេបួងសួងទៅឥឡូវអារឿងជួលផ្ទះហ្នឹងគឺអត់សង្ឃឹមហ្មងណាលោកយាយណាគេអត់ជួលឲ្យយើងមនុស្សចាស់ណាចាគេជួលទេដល់បានហាតាំងជួលកូនតែប្រាប់កូនហ្នឹងបានរត់បានរអស់លទ្ធភាពហើយគាត់បានឲ្យកូនបង្កើតទៅនៅឲ្យបាននេះកូនកូនឧស្សាហ៍បែកគ្រឿងញៀនស្ទាបរលុយអត់លុយឲ្យវានឹងវាយកតាខ្នើយមិនឆ្លហងវាយកលក់អស់ឡើយនឹងបាច់ទៅចិត្តទៅអញ្ចឹងមើលមកមិនដឹងអើផលនឹងបាទហើយម្ចាស់ដីនឹងគេជួលឲ្យរយៈពេលប៉ុន្មានលោកយាយទាំងងាប់គេធ្វើបន់ឲ្យទៀតអូយើងបើយើងចង់ធ្វើរោងឲ្យចិត្តចាគាត់ប្រាប់ដែរគាត់ថាធ្វើមានគេជួយឲ្យគេធ្វើចិត្តអត់ទៅគាត់ថាអីទេម្ចាស់អីអត់ថាអីតែជន់ណាគាត់អត់ថាអីទេអើមានប្រាក់បတ်អីឲ្យចាគាត់ចង់បានឲ្យជួយឲ្យចិត្តណាគាត់និយាយយ៉ាងនឹងនោះបាទនិយាយមិនចាំមើលផ្លូវកូនដែរតើយប់ណាខ្ញុំមកដល់រឿងយប់ពេកទៅអត់បានមកជួបលោកយាយចាំមើលគាត់មិនថាគេបានគេជួយតាំងឲ្យស្អីជួយអីមកអត់គេស្បាយគេអូនអើយកូនឥឡូវលោកយាយចង់បានអីលោកយាយជំរាបក្នុងវីដេអូនចិត្តនេះយកមកចង់បានលោកចិត្តនេះពូសាច់ទឹកទឹកអើយហើយប្រពន្ធគាត់អត់ដេកយកបលមើលខ្លាចសាច់ទឹកទឹកយកឲ្យមកបាំងអីឲ្យដាក់ដង្ហាតភ្លើងតអីដាក់ស្អីស្អីឲ្យដាក់ពូលឲ្យតែជន់ហ្នឹងបាទយើងអត់ដល់ល្ងាត់ទេខ្លាចព្រោះយើងចាស់ហើយក្លងមកឲ្យគេមកដេកដឹងមានគេសុំដេកដឹងគេថាខ្មោចឡងហើយខ្ញុំមកដេកគ្មានហងយើងហត់ធោះឈប់ធោះផងខ្ញុំប្រាប់គេដែរតាបាទខ្ញុំស្ដាប់ប្រតិយោស្ដាប់ធោះបានកុំភែហងៃបានឆ្នាំអាយុច្រើនហើយតើប៉ែតប៉ែតថាខ្លះជាតិស្គរតើប៉ែតខ្មែរលើប៉ែតចាន់បត់អ៊ីនោះវិញប៉ែតអាចជិតលែងលក់បានគេថាម៉េចឯងខ្វះជា
ឆ្កោខ្ញុំថាលក់ទ្រេនហូបទ្រេនមកកណើនៅតែខ្វះចិត្តស្គាល់នៅខ្វះចិត្តស្គាល់គាត់ថាមកបេះដូងយើងក្លៀនយើងល្អណាស់អត់មានអត់មានជំងឺអីនឹងខ្លួនគាត់ថាយ៉ាងគាត់ទៅចាំមនីម្ដងចាំនេះថា105ឆ្នាំអ្នកទៅមួយគេថាខ្លួនបងចាំនេះថាគាត់អាយុបែងម៉េះដួលដួលខ្លាំងអាកូនជួបខ្ញុំដបងមុខពេទ្យចាន់បត់នោះបាទដួលគាត់ដឹកខ្ញុំទៅប្រាំមនីពេទ្យហ្នឹងអូចាហើយគាត់ទៅបងចាំនេះថាអូអាយុបែងណាស់ហ្នឹងឃើញតែចឹងហ៎ទៅមកហើយបំបួងសួងផុតផោចាំនេះហើយបួងសួងទៅសុំហើយអរគុណមកពីក្រាបនេះនាំប៉ាត់លៀតទៅបានលោកយាយថ្ងៃហ្នឹងចៅយកមកតាអូយម៉ាសុបាយចិត្តណាស់រីច័ន្ទបរមក៏ជូនលោកយាយប្រចាំខែដឹងឲ្យលោកយាយលៀបត្រូវណាលៀបត្រូវណាបាទក៏ជូនដល់បានហ្នឹងទុកដើមមិនរួចក៏ដើរបានបើដឹកឲ្យបានមកហ្នឹងរុញហោអាលើឃើញទៅជូតទេហាគេដល់ទេហាគេហោអាហ្នឹងបាទឥឡូវលោកយាយវិសាអបអសាអីបានខ្លះដែរលោកយាយចាំបានមិញគេទិញឲ្យ3,000ណាអស់មិនបានមិនតិចហ្នឹងបាទបានថ្ងៃ5ថ្ងៃខ្ញុំថាខ្ញុំបានស្គាល់បងបាយបាយទេហើយចៅយាយជួយញ៉ៅឲ្យចៅទិញបោយាយចាំបោថៃខោទាំងថៃខោទាំងអីហ្នឹងទាំងហ្នឹង3,000ដល់បែរមកវាឃើញខ្លាំងហើយគឺຕ້ອງថោថោថោអីទៅថាមិនថោទេព្រោះខ្ញុំຕ້ອງខ្លួនខ្លួនខ្ញុំមកខ្វះចិត្តស្គាល់ទេបាទបែរថាខ្វះចិត្តស្គាល់បែរគេហៅទៅក្រៃក្ដោដល់ខ្ញុំថាមើល Facebook ហ្នឹងពួកហ្នឹងពួកផាសអាប់បានថាមើល Facebook ឃើញហើយបាយហើយផៅក្រៃក្រោពួកគាត់អត់តន់មានធ្លាក់មកថតហើយអត់តន់ធ្លាក់ហើយលោកយាយចង់សុំប៉ាំងសៃពួកដាក់ឲ្យចិត្តណាលោកយាយណាទាំងអស់ម៉ានដែរចៅក៏អត់តន់ដឹងដែរបានសប្បុរសជនណាមើលឃើញគាត់អាណិតលោកយាយអីជួយលោកយាយមិនតិចផងនៅតាអំស្រីរាជច័ន្ទបរមគាត់ជួយឧបត្ថម្ភធំប្រចាំខែចាំលោកយាយមករហូតពី3ឆ្នាំតាំងពីអទេសលមកដើមទុនផ្លែឈើអីសពគ្រប់បានម្ហូបអាហារបាយទឹកបង់លុយប្រចាំខែហើយអំស្រីមីងមីងនៅខាងពូមណាក៏គាត់ជួយលោកយាយដែរបាទតែឥឡូវនេះលោកយាយឈប់បាននៅផ្ទះជួលមុនហើយបាទហើយគាត់ដើររកផ្ទះថ្មីជួលអត់បានទេដោយសារវ័យប្រជជន90ហើយអត់មានអ្នកធានាខុសត្រូវចឹងទៅគេអត់ជួលឲ្យទេហើយឥឡូវគាត់ពិបាកគាត់មកនៅអាឡែងដីនេះគេជួលឲ្យគាត់ថោកធូរថ្លៃបាទគេឃើញគាត់រកផ្ទះរកកន្លែងនៅអត់បានគេជួលដីនេះឲ្យគាត់នៅទៅធូរថ្លៃមួយខែ10រៀលជាងទេ17រៀល18រៀល70,000 70,000ទេបាទប៉ុន្តែរោងធ្វើប្រក់ហ្នឹងបានតែមកនៅល្មមយើងវាអត់ចិត្តនិយាយថាបងប្អូនខ្ញុំបច្ចៈខាងដើមយើងវាអត់ចិត្តទេវាភ្លៀងខ្យល់មកគឺលិចសាច់សើមឯអស់បាទតែចាំទៅគឺពិបាកមែនតើអាណិតលោកយាយមែនតើបាទបេតានីណាកោណាហើយកោណាថាគេហើយមកហើយផងតែមានលឿនតែញ៉ាំបានលក់ទៀតហើយសบายចិត្តណាព្រោះផ្ទះជាប់នឹងតានជនហៀបតុកហៀបអីតុកអីបើអត់ទៅលក់ឯណាលក់មកផ្ទះបាទដល់ទៅជួយដល់លោកជូនអីបានមកជួយផ្ទះគេលាងផ្ទះគេបោសសម្អាតឲ្យស្អាតឲ្យគេនឹងអីហើយហុញញ៉ាំផ្ទះមកវិញហោអត់នឹងបាទអត់បាន5ថ្ងៃទី3អាខែ5ថ្ងៃគាត់មានថាទៅហើយអត់សង្ឃឹមចេះបួងសួងទៅបន់យកភេងកលាមកលៀបមហិតទៅធូរមិនមកដល់នេះបានភេងកលាអ៊ំស្រីអ៊ំស្រីធំបានអូឆ្នាំ10ភេងកលាគាត់ទិញជូនលោកយាយបានអ៊ំស្រីរាជច័ន្ទបរមបានឆ្នាំ10គោរពអរគុណដល់អ៊ំស្រីរាជច័ន្ទបរមបាទនឹងក្រុមគ្រួសារកូនចៅអ៊ំទាំងអស់គ្នាម្ចាស់ជំនួយធំដែលរស់នៅ
ទីក្រុងលូកាសរដ្ឋតិចសាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយនឹងបងប្អូនកូនក្មួយក៏ដូចជាអ៊ំស្រីអ្នកមីងដែលត្រូវជាប្អូនអ៊ំបាទអ៊ំស្រីរេចតំរាអ្នកមីងរេចតវិស្នាបាទនៅខាងទីក្រុងពោមណាបាទបានជួយឧបត្ថម្ភលោកយាយគោរពអរគុណមែនតើហើយឥឡូវហ្នឹងនេះប្រេងកាឡាជូនលោកយាយខ្ញុំអ៊ំស្រីរេចច័ន្ទរំបាទសូមអរលោកយាយបានជាបាទ15%ដែលវាប៉ុណ្ណឹងអ្នកណាមកបាទហើយប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចាប់ពីខែឥឡូវខែ7ណាលោកយាយណាបាទខែមុនផ្សេងឥឡូវចាប់ពីខែ7ទៅគឺខែមកគ្រប់$50មួយខែ200,000ណាបាទ200,000$អ៊ំស្រីធំបាទគ្រប់អរគុណអ៊ំចឹងមាន20,000 40,000 60,000 80,000 100,000បាទ100,000ណាលោកយាយណាលោកយាយបាទខ្ញុំមិនណាត់លោកយាយលោកយាយអើយបាទឃើញលោកយាយចាស់ហើយដូចថាបបាខ្ញុំនិយាយក្លុកក្ដួលក្នុងចិត្តនេះ100,000ទៀត200,000ខ្ញុំជំនួសឲ្យអ៊ំស្រីធំរេចាន់បរមជូនដល់លោកយាយបានប្រហែលថ្ងៃមុនគាត់ណាគាត់ឮថាលោកយាយឈឺសម្រាប់នៅផ្ទះបាទហើយស្ថានភាពពិបាកអត់ទៅលក់កើតគាត់ឲ្យខ្ញុំយកថវិកាមកជូនលោកយាយភ្លាមបាទឲ្យលោកយាយបានថវិកាហ្នឹងទៅពេទ្យឬក៏ថាបើធូរស្បើយសោះលុយក៏ទុកយកទិញផ្លែឈើលក់វិញលក់ហើយបាទបងមកក្រឹបឈើក្រឹបដួលលោកមុខលបលោកយាយមុខលបគាត់លក់ផ្លែឈើតាមមកទេអំពូមីងយាយតាអញ្ចឹងកាលណាតែខកខានតែប្រហែលថ្ងៃគឺដាច់ដើមហើយមូលហេតុអីទី1គឺកាលណាយើងអត់បានទៅលក់យើងដើមទុនយើងយកមកចាយទី2បើសិនយើងអត់បានទៅលក់ទុកបីយើងយកដើមទុនហ្នឹងទៅទិញផ្លែឈើហើយក៏វាទុំអស់ហើយបាទដល់អញ្ចឹងគឺដាច់ដើមដាច់ចុងអញ្ចឹងហើយក៏អំស្រីធំកាលហ្នឹងក៏នៅលឺថាលោកយាយឈឺភ្លាមគឺគាត់ស្វះស្វែងតាក់តងឲ្យខ្ញុំបានមកជួបលោកយាយភ្លាមនៅក្នុងផ្ទះចាស់ណាលោកយាយណាបាទនៅផ្ទះចាស់ហើយឥឡូវនេះគឺបានដំណឹងហើយហើយរៀងរាល់ដើមខែគឺខ្ញុំត្រូវបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែជូនដល់លោកយាយជាជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់អ៊ំស្រីរេចាន់បរមប៉ុន្តែខែនេះគឺកន្លងដល់ថ្ងៃ10ជាងនិយាយតាមបងប្អូនរាល់ដងគឺខ្ញុំបើកចន្លោះក្នុងថ្ងៃ5បាទថ្ងៃទី5ពួកយើងដល់ថ្ងៃ7/20ហ្នឹងត្រូវមានសប្បុរសជននៅខាងទីក្រុងពោមណាក៏ជួយលោកយាយខ្លះដែរបាទដល់អញ្ចឹងលើកនេះរៀងយឺតដល់ថ្ងៃ10ជាងដោយសារតែលោកយាយក៏នៅកិច្ចប្រជុំរើផ្ទះអត់ទាន់បានមកអញ្ចឹងណាបាទប្រជុំនៅរើផ្ទះរើសបាយអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំរងចាំលោកយាយបើកភ្លើងធៀវທາງចាំចៅឲ្យម៉ែរើផ្ទះហើយសិនទៅចាំមកជួបបាទពងរឿយវ៉ាន់ដឹងថានៅខាងណាខាងណីរកកន្លែងមិនទាន់បានអញ្ចឹងណាចា៎បាទឥឡូវបានមកជួបលោកយាយមានទីកន្លែងហើយតែគាត់ថាទីកន្លែងហ្នឹងមើលទៅដូចយាយតាបងប្អូនជួយមើលជួយរ៉េតបន្ទុកដាក់ទៅបាទខ្ញុំគាត់ថាអាណិតអសូរដល់លោកយាយបាទឥឡូវលោកយាយមានពាក្យអីទៅកាន់អ៊ំស្រីធំអ៊ំស្រីរេចចាន់បរមណាលោកយាយហើយនឹងអ៊ំរេចតំរាអ្នកមីងរេចទឹកវាសនាបាទជូនពរកូនទាំងអស់គ្នាសុខចម្រើនម៉ែបានធ្វើការមួយដែរម៉ែជូនពរកូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អឲ្យរងមាំឡើងខ្ញុំមានឆ្នាំទឹកភេងកលាទៅហើយអាយុជីវិតខ្ញុំ1200ឆ្នាំក៏បានណាមានភេងកលានឹងលៀបផ្លូវភ្លាមគេបូសខ្ញុំបានឲ្យរៀបឡើងម៉ងនឹងអាយុមកដល់ដល់ហូចទៀតម៉ងទៀតខ្ញុំប្រាប់ទៅគេថាគាត់ទៅពេញកន្លែងបណ្ណបកាយថាលៀប5ទីដឹងហើយម៉ែបានធ្វើហើយផ្កាចូលវត្តជុំនឹងម៉ែបានថតទុកហើយនឹងឲ្យដឹងម៉ែដាក់ឈ្មោះធ្វើកឋិនទៀតឥឡូវលោកឲ្យដាក់ធ្វើកឋិនអើម៉ែជូនពរកូនតើឡើយម៉ែតើយើងចាំមែនតែក្នុងខ្លួនអត់មានឈឺអីទេខ្វះជាតិស្ករទិញគេប៉ែតខ្ញុំលឺខ្វះជាតិស្ករដូចគេឲ្យហូបអាកាល់ស្យូមក៏បានឬក៏យើងហូបទឹកអំពៅទឹកអត់ទៅអូហូបអត់ទៅទឹកអំពៅទឹកតែក្រូចឆ្មាផែមផ្អែមហ្នឹងចែកក្រូចឆ្មាហ្នឹងហើយហើយលោកយាយហូបបាកាសអញ្ចឹងទៅក៏បានអត់តែមានសារធាតុជាតិផ្អែមគាត់តែអត់ផឹកមុនផឹកមកបងដាច់ឥឡូវផឹកបកាទេខានយូរហើយនោះតាំងដល់នេះ
តែពេតពេតថាអាម៉េចបានទៀតចុះពីផាសអត់ដើរលឿនម៉េចបានទៅប៉ណិតទៅពេតហៅគ្នាមកអូផ្អោគ្នាពេតឲ្យបាន100,000បានតែហេអត់ទៅផាសស្រីខ្លោដល់គេបើកដូចបុកមើលឃើញគេថាអូចង់នឹងអត់ផាសស្រីខ្លោទៅបានណាភាច្រើនគេអត់ឲ្យចិត្តទៅបាទឥឡូវនឹងធីអត់ឆ្ងាញ់នេះកូនអត់ឆ្ងាញ់ណាលោកយាយណាបាទបាយហឹងគាត់ឲ្យបាយជូនបាយជូនហូបជូនបាយជូនហូបពុនតាជូនណាបាទមួយថ្ងៃ3ដងតែហូបអត់ស្អាតអត់ហ៊ានឆ្លើយថាអត់យកខ្ញុំជាចៅមិញបាយតែរចៅបងចៅគ្រប់ជ្រក់ចៅបងទិញបបមករត់អស់មកចាន3,000ណាអស់ហើយយូរហូបអត់អស់ប៉ុនប៉ុនហើទីចូលបានហូបចូលពុះហើយ5ថ្ងៃហើយខ្ញុំដាក់ពុះខ្ញុំ5ថ្ងៃហើយខ្ញុំបានទឹកនេះបងឯងមកយប់អស់មកយូរបាទបាទអញ្ចឹងជូនពរលោកយាយឆាប់ជាឲ្យជាសះស្បើយណាលោកយាយណាខ្ញុំជួយបងទៅបងណាចាំមើលចៅពីវនាងមើលមាននិយាយតាមបងប្អូនគាត់ជួយចាំចៅមកកឹកគូមួយអ៊ំដែលថាជួយលោកយាយឲ្យគាត់ចាំកឹកតាមនឹងណាលោកយាយណាបាទចាប់តែណាចោលយាយទៅបាទបាទចឹងគ្រប់អរគុណដល់អ៊ំស្រីធំបាទអ៊ំស្រីរាជច័ន្ទបរមនិងក្រុមគ្រួសារកូនចៅអ៊ំទាំងអស់សូមជូនពរអ៊ំមានសុខភាពល្អបញ្ជូនយឺនយូរបាទគ្រប់ជូនពរដល់អ៊ំរាជតម្រាអ្នកមីរាជទេពវាសនាបាទសូមបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំគ្រប់អរគុណច្រើនហើយគ្រប់អរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលធ្លាប់ជួយឧបត្ថម្ភមកដល់លោកយាយបុត្របុប្ផាទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទគ្រប់ជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទនិយាយតាមបងប្អូនបាទជួយឧបត្ថម្ភសង្ស័យប្រាក់ឲ្យលោកបាទបើសិនបាទនិយាយតាមបងប្អូនបាទជួយចង់ជួយសង្ស័យជួយអីឬក៏ប្រាក់បាត់បាំងជូនលោកយាយអាណិតលោកយាយបាទអាចតាក់ទងខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនលេខទូរស័ព្ទ0964242022បាទគ្រប់អរគុណគ្រប់ជំរាបលាបាទ